Vâng, thông tin mới nhất trong ngày hôm nay là Lionel Messi yêu cầu rời Barca ngay lập tức khi bản thân anh cảm thấy tình yêu và lòng trung thành của mình bị phản bội. Chiến tranh giữa Messi và Barca. Hôm qua ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương thì Lionel Messi gửi bản fax đến Barca với mong muốn được tự do ra đi theo điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng của Messi với Barca kèm điều khoản cho phép anh được tự do ra đi vào cuối mỗi mùa giải. Trước đề nghị của Messi, Barca khẳng định thời hạn của điều khoản đơn phương ra đi kết thúc từ hôm 30 tháng 6. Câu lạc bộ tuyên bố anh phải tôn trọng hợp đồng đến năm 2021. Trong mùa giải 2019-2020, mối quan hệ giữa Messi và Barca liên tục xấu đi vì nhiều vấn đề khác nhau. Đáng chú ý nhất là cuộc chiến giữa anh với Eric Abidal, người vừa bị sa thải khỏi cương vị thư ký thể thao, cũng như mâu thuẫn trầm trọng với chủ tịch Josep Maria Bartomeu liên quan đến chuyện giảm lương vì Covid-19 và ban lãnh đạo thuê công ty tư nhân bôi xấu hình ảnh của đội trưởng người Argentina và nhiều cầu thủ khác trên mạng xã hội. Căng thẳng lên cao sau khi Barca thua Bayern Munich 2-8 ở trận tứ kết Champions League. Ông Bartomeu lần lượt đẩy trách nhiệm lên huấn luyện viên Stegen, Abidal và một số cầu thủ kỳ cựu. Thông qua tân huấn luyện viên Ronald Koeman, chủ tịch Bartomeu muốn cô lập Messi, gạt bỏ Luis Suarez và một số cầu thủ khác để xây dựng đội ngũ như ông muốn. Thứ năm tuần trước, Messi gặp riêng Koeman. Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua ở Barca là những bê bối bị vạch ra và La Pulga quyết đệ đơn yêu cầu được ra đi. Và khi tình yêu bị phản bội, điều khiến Messi nổi giận nhất là hành động của tân huấn luyện viên Koeman, người gọi điện thông báo gạt bỏ Luis Suarez khỏi kế hoạch mới. Ai cũng biết Suarez, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 3 ở lịch sử Barca với 198 bàn, là bạn thân của Messi. Không chỉ trên sân cỏ, gia đình nhỏ của họ còn gắn bó với nhau ngoài đời. Khi thông tin được phơi bày, chủ tịch Bartomeu và đại diện Barca phủ nhận. Họ cho rằng không có bất kỳ cuộc gọi nào thông báo chia tay Suarez. Đối với tôi, đó là hình ảnh hèn nhát của ông chủ tịch và thiếu tôn trọng với cầu thủ. Cách hành xử này không hợp với bản chất và làm hỏng hình ảnh câu lạc bộ. Tôi nghi ngờ đằng sau mọi chuyện, họ muốn bán Messi. Đó sẽ là sai lầm lịch sử, cựu chủ tịch Joran Laporta bình luận. Lời bình luận của Laporta xuất hiện vài tiếng đồng hồ sau thì Messi cũng gửi fax đến Barca với mong muốn thực hiện điều khoản chấm dứt hợp đồng. Tất cả những gì diễn ra là giới hạn chịu đựng của Messi. Cầu thủ người Argentina cảm thấy mình bị phản bội sau những đóng góp mà lịch sử Barca không ai sánh được. Messi có tình yêu lớn với Barca, anh trung thành với đội bóng xứ Catalan khi nhiều lần từ chối rời Nou Camp. Nhưng hiện tại, tình yêu và lòng trung thành của anh bị phản bội. Để củng cố quyền lực trong năm cuối nhiệm kỳ chủ tịch, ông Bartomeu sẵn sàng loại Messi. Messi không phải Barca vì bóng đá là tập thể, nhưng Barca chắc chắn không được như ngày hôm nay nếu đội hình không có Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Barca cũng không phải của ông Bartomeu, người muốn xây dựng một phe cánh riêng của mình, gạt bỏ một loạt quan chức vài tháng trước để ôm quyền lực và tham nhũng. Messi không còn kiên nhẫn để có thể tiếp tục đứng trong dự án của Bartomeu, vị chủ tịch đi từ sai lầm này đến sai lầm khác nhưng luôn từ chối bầu cử sớm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin của Anh Nông Dân. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và sub kênh của Anh Nông Dân để ủng hộ Anh Nông Dân nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.